Gỏi gà măng cụt là món ngon mùa hè lạ miệng và cực nổi tiếng ở Bình Dương. Nếu không có cơ hội xuống vùng đất này thì bạn cũng hoàn toàn có thể chế biến và thưởng thức món gỏi gà măng cụt theo công thức mình sẽ chia sẻ dưới đây. Nào, bây giờ mình mời các bạn vào bếp và cùng thực hiện món gỏi gà măng cụt với mình luôn nha. Đây là tất cả những nguyên liệu mình cần chuẩn bị để làm món gỏi gà măng cụt. Ở đây mình có một con gà, gà sau khi làm sạch sẽ thì mình cân lên được khoảng 1,5 kg thịt. 50 g hạt sen và gạo dùng để nấu cháo gà. Thêm các nguyên liệu đi kèm dùng để trộn gỏi gồm tắc, rau răm, đậu phộng và bên này là ớt, tỏi với hành. Mình sử dụng thêm bắp cải tím, hành tây, bắp cải trắng, cà rốt, hành lá với sả và một nguyên liệu chính không thể thiếu đó là măng cụt. Ở đây mình sẽ sử dụng măng cụt sống ha, măng cụt vẫn còn xanh nè. Thì khi sử dụng cái măng cụt này để trộn gỏi á, thì món gỏi của mình mới có độ giòn và ngon nha các bạn. Bước đầu tiên để thực hiện làm món gỏi gà măng cụt á, là mình sẽ bắt đầu đi gọt măng cụt ha. Để gọt măng cụt được nhanh hơn á, thì mình sẽ chuẩn bị ở đây một cái tấm thớt ha, và mình để tấm thớt ở dưới vòi nước. Dao gọt măng cụt và nước đá, mình có cho vào trong nước đá một muỗng cà phê muối. Bây giờ mình bắt đầu gọt măng cụt ha. Mình để măng cụt ở dưới vòi nước như vậy nè. Dùng dao cắt phần vỏ của măng cụt. Để biết rõ hơn về cách gọt măng cụt nhanh đơn giản, các bạn có thể xem lại clip cách gọt măng cụt mình có chia sẻ link ở phần mô tả ha. Đây là 1 kg măng cụt mình vừa mới gọt xong và đang ngâm trong nước đá để cho măng cụt được giòn và trắng ha. Cắt xả ra thành từng khúc. Dùng cán dao đập dập xả để tạo mùi thơm. Thêm một củ hành cắt làm tư, rồi tất cả mình cho hết vào trong nồi gà luôn ha. Để cho gà được chín đều và không bị đỏ bên trong thì mình sẽ luộc với nước ấm nha các bạn. Cho vào trong nước luộc gà 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1/3. Bật lửa ở mức trung bình và bắt đầu luộc gà. Mình sử dụng 12 trái tắc, cắt đôi ra và vắt lấy nước. Nước tắc mình cũng đã chuẩn bị xong rồi hen. Phần đầu hành mình sẽ cắt khúc. Phần lá mình sẽ cắt nhuyễn ra để nêm cháo. Rau răm cắt khúc vừa ăn để trộn gỏi. Băm tỏi ớt để pha nước trộn gỏi. Hành tây cắt khúc vừa ăn và ngâm vào trong thau nước đá.
hành tím cắt lát mỏng. Và những nguyên liệu còn lại để trồng gỏi á, mình cũng cắt nhỏ ra luôn ha. Mình dùng một chiếc đũa xăm vào thịt để kiểm tra xem gà đã chín chưa. Như vậy là gà đã chín rồi ha. Bây giờ mình sẽ vớt gà ra cái thau nước lạnh mình chuẩn bị ở bên này. Trong quá trình luộc á, mình thường xuyên trở gà để gà được chín đều. Sau khi vớt hết phần xả trong nước gà ra, mình cho gạo vào để nấu cháo. Một ký măng cụt sống sau khi gọt sạch vỏ thì mình sẽ thu được khoảng 400g măng cụt ruột. Mình cắt măng cụt thành từng miếng nhỏ vừa ăn để trộn gỏi. Trái măng nào to mình sẽ cắt làm 4, còn trái nhỏ nhỏ mình sẽ cắt làm 3 ha. Rồi sau đó mình lấy hết hạt măng cụt ra, để xíu nữa ăn sẽ không bị đắng. Măng cụt dùng để trộn gỏi mình đã chuẩn bị xong rồi. Đây là tất cả các nguyên liệu dùng để pha nước sốt trộn gỏi. Gồm có đường, nước mắm, tỏi ớt băm và bên này là nước tắc. Mình dùng 4 muỗng canh đường. Thêm 4 muỗng canh nước tắc. Hai muỗng canh nước mắm. Công thức chi tiết của nước sốt trộn gỏi mình có chia sẻ ở phần mô tả, các bạn có thể vào đó để tham khảo thêm nha. Cho thêm ớt tỏi băm vào và trộn đều lên. Như vậy là phần nước sốt trộn gỏi mình đã chuẩn bị xong rồi. Tất cả các nguyên liệu dùng để trộn gỏi gà măng cụt mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ bắt đầu mình tiến hành trộn gỏi ha. Trộn đều các loại rau củ lên. Xé nhỏ gà ra. Cho vào trong phần rau củ 2 muỗng canh nước sốt và sau đó bỏ thêm một ít măng cụt vào. Mình cho thêm gà đã xé nhỏ vào. Cho một muỗng canh nước sốt lên gà và trộn đều. Gỏi đã được múc ra dĩa. Phần trình bày á, là mình sẽ cho thêm một ít gà xé lên trên nữa cho đẹp mắt ha.
thêm một muỗng canh nước sốt rưới đều lên gà. Sắp măng cục xung quanh để dĩa gỏi của mình trông đẹp mắt và thêm phần hấp dẫn hơn. Thêm 2 muỗng canh nước sốt rưới đều lên măng cục. Cho thêm một ít rau răm lên phía trên. Đậu phộng mình bỏ lên trên nữa hen. Hành ớt mình trang trí xung quanh cho thêm phần đẹp mắt. Như vậy là gỏi gà măng cục mình đã hoàn thành xong rồi nè các bạn ơi. Gỏi gà măng cục có nguồn gốc từ Lái Thiêu vì nơi đây tập trung nhiều măng cục nhất của tỉnh Bình Dương. Măng cục có chứa các loại dinh dưỡng cực tốt cho da và giúp da chống lão hóa vô cùng hiệu quả. Không những thế, măng cục còn giúp phòng ngừa một số bệnh ung thư, đồng thời hỗ trợ kiểm soát trọng lượng cơ thể rất tốt. Mình mời các bạn cùng thưởng thức món gỏi gà măng cục ăn kèm với cháo cùng với mình luôn nha. Mình gấp một miếng gà xé, thêm một miếng măng cục và một ít rau ăn kèm. Mình mời các bạn nha. Măng cục có vị chua chua ngọt ngọt, ăn kèm với gà và các loại rau, thêm một xíu đậu phộng bùi bùi nữa, một sự kết hợp rất là tròn vị. Mình thử một miếng cháo gà nấu với hạt sen luôn ha. Cháo nấu bằng nước luộc gà nên có vị ngọt thanh, thêm mùi thơm của sả và vị bùi của hạt sen nữa, làm cho món cháo của mình thêm phần hấp dẫn. Mình chúc các bạn thành công với công thức mình vừa chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của mình nữa nhé.